Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc địa giới. Vì sao? Vì địa giới rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc địa giới. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc vô minh. Vì sao? Vì vô minh rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc vô minh. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc hành cho đến lão tử. Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc ngã. Vì sao? Vì ngã rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc ngã. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy. Vì sao? Vì hữu tình cho đến cái thấy, rốt ráo đều không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc hữu tình cho đến cái thấy. Hết quyển thứ 316.